Hello, chào nhé. Chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin về các phần sự kiện sắp tới của FC Mobile. Cụ thể thì chúng ta sẽ có hai cái phần sự kiện siêu to khổng lồ. Đầu tiên là sự kiện TOTS, sự kiện Team of the Season, và sự kiện thứ hai sẽ là sự kiện Hero, sự kiện anh hùng, khi mà chúng ta sẽ có thêm một vài cái chapter mới trong cái phần sự kiện này. Và ok, tất nhiên thì khi mà nhắc đến những cái thông tin leak về FC Mobile thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua một cái tên được mệnh danh là dầu gội của FC Mobile, chính là cái ông Starpurit. Ông này thì anh em nào mà sử dụng Twitter thì cũng có thể follow ông Starpurit này để có thể nắm được các thông tin mới nhất về FC Mobile. Đầu tiên thì ông này có nhắc đến rằng chúng ta sẽ có một cái buổi live stream giới thiệu sơ qua về cái phần sự kiện TOTS này vào ngày 26 tháng 4, tức là vào ngày thứ 6 tuần sau. Thực sự thì cái phần này cũng khá là lạ, khi mà đa số các thông tin, các buổi live stream giới thiệu sự kiện của EA thì sẽ ra mắt vào tối thứ 3, sáng thứ 4. Tuy nhiên, cái phần sự kiện TOTS này có thể là một sự kiện nó khác biệt một chút hoặc đặc biệt một chút, nên là cái phần buổi live stream này sẽ ra mắt vào thứ 6. Và ngoài ra thì cái ông Atemi này cũng là một cái ông mà cũng khá là nổi tiếng về leak các thông tin liên quan đến FC Mobile. Đầu tiên thì ông này có nhắc đến rằng chúng ta sẽ có một cái gói exchange các cầu thủ từ 90 đến 93 TOTS Live Anomaly Untradeable, tức là các thẻ cầu thủ từ 90 đến 93, và các thẻ này là untradeable. Tuy nhiên, chúng ta có một phần để ý, đấy chính là TOTS Live nó là như nào. Thì cái phần này cái ông Marista này cũng đã có một cái mô phỏng để anh em có thể tham khảo. Ví dụ như là anh em sẽ exchange được các gói cầu thủ từ 90 đến 93, giả sử như là anh em exchange được cầu thủ là Luka Modric, và dựa vào phong độ thực tế của câu lạc bộ nhé, ví dụ như là câu lạc bộ này thắng 2 trận tiếp theo chẳng hạn thì sẽ được cộng thêm 1 OVR, hoặc là câu lạc bộ này ghi 8 bàn thắng chẳng hạn thì sẽ được cộng thêm 2 OVR. Tuy nhiên cái phần này cũng chỉ là concept thôi, nhưng mà để em có thể dễ dàng hình dung cái phần là line này nó là như nào, tức là các thẻ cầu thủ sẽ có khả năng được cộng thêm OVR dựa vào phong độ thực tế ở ngoài đời. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái gói exchange là các cầu thủ từ 94 đến 97 của sự kiện TOTS, và có thể là nhân 2 hoặc là nhân 3 cầu thủ. Tuy nhiên thì hiện nay tất cả các gói exchange của FCY thì gần như là untradeable, nên là thôi, nói chung là thẻ ngon cũng được rồi. Ngoài ra thì trong cái phần comment này của cái ông Atemi, chúng ta cũng có thể nắm bắt thêm một vài thông tin. Ví dụ như là cái phần sự kiện này sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 4. À, thì ông này có nói rằng cái phần live stream xuất hiện vào ngày 26. Còn khi nào chính thức ra cái phần sự kiện này chúng ta vẫn chưa biết được, tức là not confirm. Và ngoài ra thì ông này cũng thắc mắc thêm rằng làm sao chúng ta có thể xuất hiện cái phần sự kiện TOTS khi mà hiện tại chúng ta mới đang chỉ mở vote của giải là Bundesliga. Tại vì là trong cái phần sự kiện TOTS này chúng ta còn thêm các giải khác như là giải của Anh này, giải của Tây Ban Nha, giải của Pháp. Thì cái ông Atemi này có trả lời rằng cái giải Bundesliga này được vote bởi cộng đồng, còn những cái giải khác như là giải của EPL là giải ngoại hạng Anh chẳng hạn thì sẽ được quyết định bởi EA, nên là chúng ta vẫn có thể hoàn toàn là xuất hiện cái phần sự kiện TOTS này vào ngày 29 tháng 4 nhé. Và ngoài ra thì ông Sapurit này cũng đã bon chen vào thêm, đấy chính là các gói exchange chúng ta sẽ có thêm một vài gói exchange icon các cầu thủ từ 96 đến 99. Do đó thì trong cái phần sự kiện TOTS này cầu thủ sẽ có đồ cao nhất là 99 nhé. Mình chưa chắc là có cao hơn nữa không. Tuy nhiên thì hiện nay cái ông Sapurit này cũng đã xác nhận rằng trong cái phần sự kiện TOTS này chúng ta sẽ có gói cầu thủ cao nhất yet mark là 99, tức là các thẻ cầu thủ sẽ có đồ tăng lên rất là nhiều, nên là đa số các thẻ cầu thủ hiện tại như là 94, 95 hoặc 96 thì sau này sẽ có khả năng sẽ Ameta anh em nhé. Và ngoài ra thì ông Atemi này cũng có nói thêm rằng cái phần sự kiện TOTS này, cái chapter 2, tức là chapter thứ 2, chúng ta sẽ có một vài cái format liên quan đến việc như là chúng ta sẽ unlock theo vị trí này, unlock theo quốc tịch, hoặc là unlock theo cầu thủ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng chỉ có một vài thông tin này thôi, chúng ta chưa biết rằng cái phần sự kiện này chính thức nó sẽ chơi như thế nào. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ rằng cái phần sự kiện TOTS này sẽ là một sự kiện đáng chờ đợi, và anh em hoàn toàn có thể lưu những cái điểm coin liên quan đến những cái điểm gem để có thể là chờ đợi cái phần sự kiện này ra mắt anh em nhé. Và ngoài ra thì ở nhân tiện đang nói đến cái phần sự kiện TOTS thì chúng ta sẽ cùng đến với ông là Madridista. Ông này là một ông mà cũng design khá là nhiều thẻ, design khá là nhiều cái cạc art liên quan đến FC Mobile, và đa số thì mình thấy cũng hơi chính xác. Thì chúng ta điểm qua một vài cầu thủ như là cầu thủ Luka Modric này, chúng ta có Bruno Fernandes, mình nghĩ là chắc sẽ có thôi. Ngoài ra có Rafinha, có thêm như Kai Havertz, có thêm các thẻ cầu thủ như là Szoboszlai này, hoặc là một vài thẻ cầu thủ khác nữa. Thực sự thì cái phần này cũng chỉ là design thôi, chúng ta còn rất nhiều thẻ cầu thủ, chúng ta còn rất nhiều thẻ mà đáng chờ đợi, thì mình không chắc là thẻ của CR7 hoặc là Messi có xuất hiện hay không.
mình nghĩ là sẽ xuất hiện. Tại vì là một cái phần sự kiện lớn như này thì kiểu gì EA cũng sẽ chèn những con hàng cực kỳ hot vào để em có thể nạp thêm tiền, anh em có thể nhận được những cầu thủ này anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thứ hai ngày hôm nay. Đấy chính là anh em đều biết rằng hiện nay chúng ta có cái phần sự kiện là sự kiện Hero. Tuy nhiên thì cái phần sự kiện Hero này, cái phần chắp chính, cái phần chắp main của cái phần sự kiện Hero này cũng đã kết thúc lâu rồi. Nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn còn rất nhiều chắp liên quan đến cái phần sự kiện này. Do đó thì theo nhiều dự đoán và thực tế thì theo cái ông Atemi, chúng ta cũng có thêm những cái phần thông tin mới về cái phần sự kiện Hero thời gian sắp tới. Cụ thể thì vào ngày 25 tháng 4, tức là vào tuần sau, chúng ta sẽ có thêm cái phần là Hero Update. Và ông này có nói rằng, ông này rất là vô tâm nhá, ông này nói rằng chúng ta chỉ biết là có cái phần Hero Update thôi, còn những cái thông tin chính xác là gì và nó như nào thì đi hỏi ông Sabrit. Ok, ông Sabrit này thì cũng đã nói rồi. Chúng ta cũng sẽ có thêm một cái chapter 9, tức là trong cái chapter này chúng ta sẽ nhận được thêm con hàng là Canu, một thẻ có lẽ là sẽ đã ở vị trí là CF. Thực sự chúng ta sẽ có thêm những cái chapter mới để em có thể cày cuốc, và cái phần sự kiện Hero này là một sự kiện cực kỳ dài để em có thể cày cuốc. Và thực sự thì trong cái phần sự kiện này mình đoán là cái OVR cao nhất cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là 94 hoặc 95 thôi. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể cày cuốc để nhận được thêm những con hàng là Machado, là những thẻ mà Universal để anh em có thể nâng cấp cho các cầu thủ khác. Và ngoài ra thì ông Marista này cũng có nói thêm rằng chúng ta sẽ có thêm một vài hero của giải UCL, như là chúng ta có Snyder này, có Viali này, hoặc có Company. Và trong cái ảnh này thì chúng ta cũng có thể tham khảo qua thêm một vài thẻ cầu thủ có khả năng xuất hiện trong cái thời gian tới của sự kiện Hero. Tại vì là trước đây chúng ta có Bebatop rồi, chúng ta có Rosicky rồi, có Rice, có Ramirez rồi, thì có thể nhá, chúng ta sẽ có thêm các cầu thủ như là Snyder này, chúng ta có Tevez này, có Future này, chúng ta có McNamara hoặc là có Company. Thì thực sự cái phần sự kiện Hero này cũng là một cái phần sự kiện mà mình nghĩ là cũng khá là ổn, và anh em hoàn toàn có thể cày cuốc để nhận được thêm rất nhiều phần thưởng. Còn riêng cái phần sự kiện này, nếu như mà anh em nào mà chưa cày cuốc xong thì anh em nào mới chơi chẳng hạn, anh em vẫn có thể cày cuốc để có thể nhận được những cầu thủ trong cái phần là The Conductor, trong cái phần là Flat Fraser hoặc là trong cái phần khác anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng điểm qua một vài thông tin về game ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái phần sự kiện là MLS nhé. Cái phần này thì anh em đã biết rằng chúng ta sẽ kết thúc sau 2 ngày nữa. Do đó thì trong cái phần sự kiện MLS này, anh em cố gắng cày hết các phần nhiệm vụ để có thể nhận được tối đa các phần thưởng. Hoặc là anh em nào đã cày xong rồi, anh em quên chưa nhận thì anh em cố gắng vào nhận. Tại vì là nếu như không nhận chúng ta là mất cầu thủ khá là phí. Và trong cái phần MLS này hôm trước chúng ta nhận được thêm là 1.000 cái điểm là Credit Pass. Thì anh em vào đây em có thể nhận được con hàng là Nesta. Và tất nhiên rồi, anh em nào mà đã hoàn thành full hết tất cả các mốc và anh em muốn nhận con hàng Nesta này thì có thể liên hệ gà để được hỗ trợ làm nhé. Và tiếp theo chúng ta đến với cái phần thứ hai, đấy chính là cái phần exchange. Cái phần exchange thì hôm nay thì không có gì mới đâu. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái exchange sẽ xuất hiện vào ngày mai. Và tất nhiên rồi, khi mà nhắc đến cái việc là leak các thông tin liên quan exchange hoặc là các phần mới thì chúng ta lại quay lại với Mr. là Sabrit. Đầu tiên thì ngày mai là vào ngày 20 tháng 4 chúng ta sẽ có thêm 3 gói exchange mới. Đầu tiên là gói exchange các cầu thủ Base Icon 90-95, anh em sẽ nhận được thêm 2 cầu thủ. Thì các cầu thủ này con hàng ngon nhất là Pele, nhìn có vẻ sâu rất là uy tín nhưng mà đa số thì chúng ta sẽ nhận được con hàng là 90 thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có gói exchange là cầu thủ Zanetti. Cái phần này thì hôm qua mình cũng đã chia sẻ rồi, anh em sẽ phải hoàn thành full 8 gói exchange để có nhận được 8 gói token mới exchange được cầu thủ là Zanetti này. Tương tự như cái gói của Lucio, gói của Van Basten hoặc là gói của Yaya Toure. Và cuối cùng thì ngày mai chúng ta sẽ có thêm cái gói exchange cầu thủ là Luis Diaz. Cái gói này thì anh em có thể tưởng tượng như là cái gói của Kim Min-jae thời điểm hiện tại ở trong phần store. Thực sự thì phần này không quá ngon đâu, nhưng mà EA sâu ra thì anh em nào mới chơi, anh em nào ít coin không mua được cầu thủ trên chợ cũng có thể mang các cầu thủ làm food đi trên được các gói này. Và ngoài ra thì vào ngày 23 tháng 4 chúng ta sẽ có gói trên là các cầu thủ từ 93 đến 97. Tuy nhiên thì gần như các thẻ này đều là thẻ untradeable nên là thôi, anh em có thể nắm qua và biết được thông tin thôi anh em ạ. Và ngoài ra thì hôm qua chúng ta cũng đã cập nhật OVR của các thẻ cầu thủ của sự kiện là UCL Road to the Final. Cụ thể anh em có thể thấy là như con hàng Delic chẳng hạn đã tăng OVR từ 95 đến 96, hoặc là cầu thủ Rodrigo đã tăng từ 94 lên 95. Ngoài ra những cầu thủ khác như là Oblak hoặc là những cầu thủ Jao Cancelo là những thẻ của các câu lạc bộ đã bị loại ở vòng tứ kết nên là chúng ta sẽ không được cộng OVR. Thì những cái thẻ này nếu như mà anh em nào tin tưởng là các thẻ cầu thủ này tiếp tục còn tăng nữa thì em có thể đầu tư, nhưng mà
theo mình thấy thì thời điểm hiện tại chúng ta đầu tư khá là hên xui, tại vì là vào tháng 5 tới chúng ta sẽ có những cái thẻ của sự kiện là TOTS, là những thẻ cực kỳ chất lượng. Do đó thì những cái thẻ này có thể sẽ tăng nhưng chưa chắc đã tăng nhiều đâu anh em nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile ngày hôm nay. Cụ thể chúng ta cũng đã có lộ rất nhiều thông tin liên quan đến cái phần sự kiện sắp tới là sự kiện là TOTS, một trong những cái phần sự kiện mà cực kỳ đáng chờ đợi. Và ngoài ra thì trong cái phần sự kiện Hero chúng ta cũng có thêm một vài chap mới, một vài cập nhật mới để em có thể cày cuốc. Thực sự thì cái phần sự kiện Hero cũng chỉ để kiếm cầu thủ là Marcelo để nâng cấp thôi. Và ok, tất nhiên là sau bên này mình sẽ thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.